Anh thấy ạ, 48,7 mi ohm thì đây là một cái nội trở khá là cao. Thì cái nội trở này ấy thì dùng để làm sạc dự phòng thôi. Ok chị ạ, là lưu trữ sạc dự phòng hoặc là wifi thôi. Đấy, còn nếu mà xả cao thì tất nhiên nó vẫn xả được, thì nếu mà xả với cái dòng cao thì nó rất là nóng. Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đấy về cái cục pin. Đây là cục pin của Makita. Đây là hàng chính hãng, lấy từ lấy hàng bãi về. Thì rất nhiều anh em là rất là chuộng cái đồ Nhật bãi. Đấy, ví dụ như là có những con máy Nhật bãi như này đây, ví dụ như những con máy Nhật bãi như này. Đấy. Đúng không ạ? Có những con máy Nhật bãi như này, mình to lên xem. Thì rất nhiều anh em là mua máy này và kèm cả mua pin zin cho nó nữa. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi xem là liệu rằng là cái pin zin của theo máy ấy, thì là đối với cục pin này liệu rằng nó còn còn cầm hay không, nó còn ngon hay không. Bởi vì ấy, khi mà những cái máy móc thì người ta dùng thời gian đúng không, thì đương nhiên là nó cũng kiểu hao mòn đi, nhưng mà viên pin này ấy, thì thông thường ấy là cái tuổi thọ của nó sẽ không thể bằng máy được. Thông thường là như vậy, thường là nó sẽ hỏng pin trước khi hỏng máy, thông thường như thôi nhá, nhưng có trường hợp là nó đặc biệt một tí đấy. Và cái thị trường họ bán cục pin này rất là cao. Ví dụ cục pin này đo, nếu mà độ áp cao thì cái giá của nó khá là chát. Thì bây giờ mình sẽ thử đo áp của con này xem là bao nhiêu volt. Cục này thì mình lấy từ bãi thôi đấy, mua từ bãi thì nó rẻ thôi, nhưng mà có khi mà đo áp mà lên cao ấy. Đây ví dụ mình đo, đây là áp của nó là xong lên nhỉ, đây 15,21 volt đấy, 15,21 volt. Thì đây là một cái áp khá là cao, và khi mà bán cục này thì họ bán với giá nó rất là khá là chát, nó khoảng là rơi vào khoảng 300-400 ngàn đấy. Nhưng mà liệu rằng là cục pin zin này lại còn cầm hay không. Ok, thì muốn biết còn cái cục pin này nó còn cầm hay không thì mình cần phải tháo cái khối pin này ra và kiểm tra nội trở của những cái viên pin này đấy. Chứ còn nếu mà anh em độ áp với sạc sạc không ấy thì nó rất là khó để có thể kiểm định được cái chất lượng, liệu rằng là nó còn ngon hay không đấy. Chỉ có cách là mình tháo ra và đo nội trở của cái cả khối pin này. Thì cái nội trở thì mình rất nhiều video của mình đã nói rồi, thì những cái khối pin ấy đấy, nó quyết định rất là lớn bởi cái nội trở của nó. Nếu anh em dùng nhiều thì cái nội trở nó rất là căng cao đấy, giống như kiểu anh em người già đấy. Ví dụ anh em người già người ta sống lâu năm rồi đúng không, thì rõ ràng là tuổi thọ người ta sẽ cao, và khi tuổi thọ cao thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái sức khỏe của nó. Thì cục pin này thì nó nếu mà sử dụng nhiều ấy thì cái nội trở nó sẽ càng cao đấy. Thì đây là cell theo mình dự đoán, theo mình tiên đoán thì cái đây là cell Sony đấy, VTC mấy thì đó, hoặc là cell Samsung. Mình nói chung là về cái dòng pin mấy cái pin zin này thì mình cũng không biết quá nhiều, mình chỉ biết là mình đo nội trở để kiểm tra đấy. Mình sẽ nặn lên. Ok, thì đây là những cái dòng pin theo mình biết ấy, thì đây là cell pin của Sony. Đấy, đây là cell pin là Sony gì đây, mình không rõ, không không rõ là loại là cell pin của là tên của nó là cell pin gì, VTC3 hay VTC4 gì mình cũng 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 không rõ nữa. Nhưng mình thấy là nó khá là cũ rồi. Thì bây giờ mình sẽ bóc tách một khối ra đấy và kiểm tra cho anh em xem. Anh em lưu ý nhé, những cái cục pin zin này đấy, nó rất là hay ở chỗ Makita là nó chỉ có một cái chân chân cân bằng thôi. Để nó chỉ có cái chân đây là chân không này đấy, đây là chân là B1 này đấy, và chân là chân B2. Nó chỉ có chân cân bằng là chân B2 thôi, nó chỉ có chân cân bằng chân B2, tức là 7,4 V thôi. Nó lại không phải là cân bằng đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đo đi áp của từng cặp cell đấy, xem mà nó có cân bằng không. Đây là 3,811 này, tiếp theo này, tiếp theo là 3,756 này. Đấy, đã bắt đầu chênh lệch rồi đấy. Tiếp theo nữa là mình sẽ đo bên này, đây 3,812 này đấy. Tiếp theo đo này 3,813, thì ok, nó sẽ còn làm ba cặp, nó sẽ đều nhau là 3,7 là 3,8 bao nhiêu ấy, còn vào một cặp thì nó sẽ là 3,7. Thì đây cũng là một cái sự lệch áp nó nhỏ nhỏ nhưng mà không quá là nhiều. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc
từng kẽm ra, các thứ ra, bóc hết tất cả vitamin này ra. Đấy, thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí thì mình sẽ không quay để xem kiểm tra từng viên pin một, thì đó mới là chuẩn để mình có thể tạo ra một khối pin bền bỉ để mình bán cho khách hàng. Chứ còn nếu mà dùng kiểu bán mù thì nói chung là hên xui, thật sự anh em là hên xui. Cục nào mà dùng ít ấy, thì nó hên, còn nào không dùng được, dùng nhiều ấy thì nó rất là nhanh hết pin. Đấy, thì khách hàng họ lại thiệt, mình cũng gặp trường hợp đấy rồi, nên là cũng tội một số anh em đen. Ok, thì mình đã tháo hết tất cả các viên pin này ra đây. Đấy, đây là mạch đây, pin đây. Thì bây giờ để xem kiểm tra cái pin này nó còn sinh lý còn khỏe không. Đấy, để kiểm tra độ chảo từng viên pin một. Đây mới là cách chuẩn kiểm tra chuẩn nhất. Đấy, nếu mà những cái viên pin này nó đảm bảo cái độ chảo nó nhỏ, nó tốt, nó rơi khoảng dưới 20 mA thì những viên pin này đủ tiêu chuẩn để có thể chạy được. Còn nếu mà trên 20 mA thì nó đã kém dần rồi. Đây mình sẽ đo này. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái độ chảo đấy 48,7. Anh em thấy không ạ? 48,7 mA, thì đây là một cái độ chảo khá là cao. Thì cái độ chảo này ấy thì dùng để làm sạc dự phòng thôi. Ok chưa? Là lưu trữ sạc dự phòng hoặc là wifi thôi. Đấy, còn nếu mà xả cao thì tất nhiên nó vẫn xả được, thì nếu mà xả với cái dòng cao thì nó rất là nóng. Và thế mà ở đây kêu người bán hàng đấy, người ta bảo mình cũng rồi mình là hên trúng vì con cái cục pin ngon. Đấy, vì khi mà sạc thì nó lên điện áp rất là cao. Thật sự mình thấy nó chả liên quan gì. Chả thấy liên quan gì. 48 mA, đây là một điện áp một cái dòng xả khá là cao, à cái nội trở khá là cao. Tuổi này 70 rồi. Ok, tiếp theo mình lại đo tiếp này. À, đây nội trở này 47. Đấy, 47,4 mA. Thì đây cũng là một nội trở khá là cao. Đó. Tiếp theo, đo nội trở tiếp cục này. Đây. Đấy, 50 mA. Đó, đây cũng nội trở khá là cao. Ok, đấy mình qua những cái đo như vậy thì mình nghĩ là cái viên pin này chắc thôi để làm sạc dự phòng thôi. Nó đấy 51 mA, khá là cao thôi, mình sẽ không đo nữa. Đấy. Thì ok. Đấy, thì video này thì mình đã chia sẻ anh em là liệu rằng những viên pin này, đấy, pin bãi thì liệu rằng nó còn cầm hay không. Thì mình đưa ra kết luận là pin bãi này là hên xui. Nếu anh em cùng pin nào mà nó ngon, nó ít sử dụng ấy, thì cái độ chở nó chỉ khoảng là 15, 16, 17 mA là ok. Còn với cái độ chở nó cao tận 50 mấy mA, kể cả mới nó là dù như có những viên Sanzo mới của nó là tầm khoảng 2 mấy mA đúng không? À 25 hoặc 30. Nhưng mà độ chở nó lên cao tầm này rồi thì mình nghĩ là cũng không thể sử dụng được nữa. Và nó sẽ nhanh hết thôi. Ok. Đấy, thì trải qua những cái video này thì anh em biết được là mình cần phải nếu mà anh em mua hàng bãi thì anh em mua pin mua máy thôi. Còn pin ấy thì em chọn những pin nào mà người ta đã kiểm định là hàng mới. Chứ còn nếu mà pin mà người ta bảo là còn cầm nhưng chả biết cầm bao nhiêu thì mình chịu thôi. Ok. Mình sẽ làm một video thứ hai để chia sẻ với anh em là mình sẽ đóng lại cái khối pin này. Đây, mình sẽ đóng lại cái pin này bằng những cái viên pin của mình. Đây. Đây là những viên pin mà mình sẽ đóng cho nó đây. Thì đây là tất cả là pin Samsung chính hãng. Đấy, và đảm bảo luôn chứ không phải là bán mù, hay đảm bảo anh em là chính hãng và hàng này mới chưa xài anh em nhé. Nó chưa được sử dụng và trong mình bóc vào trong những cái khối pin mà người ta kiểu như là đóng pin kiểu làm theo yêu cầu ấy của bên Nhật ấy. Đấy, nhưng mà vấn đề là cái lô hàng đấy nó bị như kiểu là không hiểu vì sao mà nó bị hàng tồn kho, đại loại là nó không bán được hay như nào ấy. Thì đâm ra mình lấy về. Đấy, mới mua về bắt đầu là mình sẽ bóc khối ra, bóc những khối pin đi ra và lấy những cái xe pin này. Thì tất cả xe pin đây là đều là nội trở rất là nhỏ thôi. Đây mình sẽ đo test thử anh em cái nội trở. Thì những cái pin này nội trở lúc mới của nó là khoảng 12-13 mA. Đấy, thì mình sẽ đo luôn anh em xem này, nội trở lúc mới của nó luôn. Đây, đây, đấy, đây, em thấy không ạ? 13 mA tròn luôn. Đấy, với cái nội trở này thì nó mới đảm bảo được cái dung lượng này và cái dòng xả của nó được đảm bảo được. Còn rất nhiều anh em mua những viên pin mới ấy, trên thị trường ấy, thì cái xác suất mà dính vào cái pin kiểu pin nhái ấy, nó rất là cao. Bởi vì ấy, mua pin khối thì mình có biết được, nó đóng khối, nó có mạch, nó đóng khối. Cái pin này là pin của hãng, đấy, đóng thành khối các thứ mình thì mình có thể biết được. Chứ còn cái pin mà nó bán thị trường bán mới ấy, nhưng mình không biết được là liệu rằng cái người mua buổi có liệu rằng chính cái người bán hàng người ta không biết nó là hàng chuẩn hay không chuẩn. Đấy, nên là anh em cần phải chọn những nơi uy tín. Đấy, thì cái viên pin này thì bên mình có bán. Anh em có thể vào cái đường link ở dưới phần mô tả.
Đấy thì một với pin pin này, hàng mới chưa xài anh em nhé, hàng bóc khối chưa xài, mình đảm bảo anh em là hàng chính hãng luôn nhé. Hàng anh em phát hiện hàng vớ vẩn thì mình sẽ đền bù gấp 10 lần luôn. Thì pin này giá nó là 39.000, anh em phải kích vào đường link bên dưới. Đấy, ok, anh em xem kênh mình thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ bấm like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn lại anh em, bye bye.